Huấn luyện viên trưởng của các thủ An Nguyên Bảo đó là huấn luyện viên Tuấn Lì. Còn đây sẽ là những người ra sân trong đội hình của các thủ Nghiêm Phạm, Hò Đình. Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Dũng Nghêu ở trận đấu ngày hôm nay sẽ có sự góp mặt của thủ thành Martial số 98 Tấn Duy Bù, cầu thủ Martial số 5 đội trưởng quen thuộc đó là Mila Gấu, cầu thủ Martial số 6 Huỳnh Long Bẫn, cầu thủ Martial số 7 đó là Thành Mắc, cầu thủ Martial số 8 số 9 là Phúc Lùi, cầu thủ Martial số 6 11 Lê Hoàng Anh, cầu thủ Martial số 77 là Tài Di Maria. Hiệp 1 của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Mặc dù là ghi nhiều bàn thắng, cơ hội rất nguy hiểm. Phá bóng đầu tiên trận đấu này, Tài Di Maria có bàn thắng mở tỷ số dành cho Nghiêm Phạm Hồ Đình ở ngay phút thứ 2 mà thôi. Một tình huống mà Tài Di Maria đã có thể dứt điểm vào khung thành trống khi mọi thứ đã bị lỡ nhịp. Đến từ thủ môn của các cầu thủ bên phía An Nguyên Bảo và các cầu thủ ở hệ thống phòng ngự. Bàn thắng thứ 3 của Tài Di Maria ở mùa giải năm nay. Chúng ta hãy cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là cú đá rất căng của Phúc Lùi để khiến cho bóng bật ra sau nỗ lực cắt bóng của cầu thủ Martial số 17. Có lẽ là số 17 Lê Sĩ Anh. Cặp đấu với An Biên, cặp đấu đầy duyên nợ thì các cầu thủ của Nghiêm Phạm Hồ Đình đã thất bại tỷ số 0-2. Đưa bóng căng ngang, tình huống đưa bóng hỏng của hệ thống phòng ngự bên phía An Nguyên Bảo. Lần này lên lượt Phúc Lùi lên tiếng, tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Martial số 9. Lỗi rất đáng trách đến từ Trần Văn Dũng. Dũng đã đưa bóng thẳng vào chân của Phúc Lùi, không khác gì một pha kiến tạo ngược cả. Pha đưa bóng rất nhanh ở cánh trái, có thể dứt điểm kia, có vào. Một cú đá đại bác của cầu thủ Martial số 7 thay mắt nhưng bóng chạm qua dọc bật ra. Câu trả lời của An Nguyên Bảo đánh đầu, nhưng pha bỏ lỡ thực sự tiếc dành cho các thủ của cả hai đội. Ăn miếng trả miếng, vừa rồi là cú đánh đầu của Trọng Nghĩa và trước đó là tình huống của Thành Mắc bên phía Nghiêm Phạm Hồ Đình. Chúng ta có thể thấy được các cầu thủ của An Nguyên Bảo cũng đã chuyển trạng thái tấn công nhanh như thế nào. Bóng khẽ chạm mép trên của xà ngang. Lê Hoàng Anh, Tài Di Maria. Tài Di Maria. Cú sửa bóng đã bị bất bại của Tài Di Maria. Tình huống của số 17 Lê Sĩ Anh. Lê Sĩ Anh đã có một pha chặn bóng rất nhanh để giải phóng sức ép cho thủ thành Thế Quảng Nam. Một tình huống sửa lòng trong của Tài Di Maria ở tầm thấp. Đó là một cú đá thẳng, bóng chạm cột dọc. Một cú đá rất quyết đoán của Trần Văn Dũng. Rất tiếc là may mắn đã không mỉm cười đối với các thủ An Nguyên Bảo, vẫn còn không ai ở cột này. Trần Văn Dũng đang rất nỗ lực ở trên sân. Khá khen cho tinh thần thi đấu của cầu thủ Martial số 24 khi anh đã quên đi những tình huống ở ngay đầu trận. Nhưng pha đưa bóng vào rất căng của các thủ An Nguyên Bảo. Vẫn còn Tuyến Ai vào. Phần thưởng xứng đáng dành cho nỗ lực của Trần Văn Dũng. Cầu thủ Martial số 24 đã có một cú dứt điểm khiến cho mảnh lưới của Tấn Duy Bù tung nóc lưới đúng nghĩa. Tỷ số rút ngắn còn 1-2. Cuối cùng thì Tấn Duy Bù và các đồng đội cũng phải chịu khuất phục. Một cú đá ở tầm vượt lên như hỏa tiễn.
Với những kiểu đá lưng chừng và có quỹ đạo đi chéo ngược lên như vừa rồi thì các thủ môn vẫn luôn khả năng bó tay rất cao. Hoàng Anh, hai cầu thủ áo cam cánh trái chống biên kìa. Tadi Maria cầu vào. Cú chạm tay của thủ thành Tiến Quảng Nam đã khiến cho bóng chạm cột. Đó là một siêu phẩm của Tadi Maria bị khước từ. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này, một cú đá chân trái quen thuộc. Một cú đá rất căng. Nó đi vào góc xa và góc cao. Và Tiến Quảng Nam vừa rồi đã có một pha chạm bóng vừa đủ. Đá phạt của cầu thủ An Nguyên Bảo phối hợp. Cú dứt điểm. Đó là tình huống đá thẳng của các cầu thủ bên phía An Nguyên Bảo. Tuấn Di Bù đã khá vất vả tình huống vừa rồi. Và người đã đứng ngay trước mắt để che chắn Tuấn Di Bù. Đó là Trọng Nghĩa. Chúng ta đang theo dõi lại pha bóng mà Tuấn Di Bù đã phải khá vất vả với cú đá phạt của cầu thủ mang áo số 19 bên phía An Nguyên Bảo. Và bật nhà, thắng xe đạp. Không phải, đó tình huống của Duy Thuận. Mất bóng. Cơ hội, Huy Mares. Tốc độ chưa đủ của Huy Mares. Khu vực ở cánh trái trong đội hình của các cầu thủ An Nguyên Bảo là rất trơn. Huy Mares mới vào sân và có lẽ anh chưa định hình được đâu sẽ là nơi thuận lợi để có thể bứt tốc. Lỗi rồi. Áp sát của Tadi Maria trước tình huống đi bóng của Duy Thuận. Theo Messi. Đôi cánh giơ cao quá rồi. Phản ứng và tiếc thẻ vàng. Mila Gấu tỏ ra rất gắt đối với chính cầu thủ của mình. Đó là một tình huống mà trọng tài đứng rất gần. Theo Messi đã phải nhận chiếc thẻ vàng. Tuy nhiên vấn đề là anh đã có những phản ứng mà đội trưởng Mila Gấu đã ngay tức khắc cánh trái nhiều hơn để nhường lại vị trí cánh phải cho các đội mới vào sân. Trong đó có Lê Hồng Quý. Coi rất nguy hiểm. Bóng chạm một cầu thủ áo xanh có lẽ là như vậy. Nhưng nó chưa đủ để có thể giúp cho An Nguyên Bảo có bàn thắng. Điểm nhấn dành cho cầu thủ mang áo số 17 Lê Sĩ Anh. Một pha băng vào mà chỉ cần chạm bóng thành công thôi thì cửa ăn bàn rất cao. Những sự chần chừ. Pha phản công nhanh, Tadi Maria đưa chuyền, coi không vào. Có lẽ bóng đã chạm cột dọc vượt ra. Và vị 49 cũng có mặt để đảm bảo là bóng không vào lưới của các thủ An Nguyên Bảo. Giờ sẽ có một quả đá phạt cho các thủ An Nguyên Bảo. Đây là tình huống xuống bóng rất nhanh và đó là pha sửa bóng của Theo Messi. Bóng chạm cột bật ra. Một trong những cơ hội cuối dành cho các thủ An Nguyên Bảo. Cá thăng. Quý hợp. Vẫn còn. Pha lướt rất thay của Cap Davila cầu vào. Cú đá chạy ra ngoài của Lê Hồng Quý. Và nó cũng là một trong những điều mô tả rõ ràng nhất. Các cầu thủ của An Nguyên Bảo đã cố gắng hết mình nhưng đã không thể có được ít nhất một điểm trận đấu này. Ở ngay tình huống cuối cùng, Cap Davila đã suýt chút nữa là đơn chuyện để nhà bóng lại cho Lê Hồng Quý. Nhưng chiến thắng chung cuộc là 2-1 dành cho các thủ Nghĩa Phạm Hồ Đình. Với những bàn thắng rất nhanh ở phần đầu của so tài. Bàn thắng của Tadi Maria, bàn thắng của Phúc Lùi. Trong cái đó thì Trần Văn Dũng, số 24 của các cầu thủ An Nguyên Bảo cũng đã ghi bàn trận đấu này nhưng chưa đủ để giúp cho có điểm số. Xin chúc mừng các cầu thủ Nghĩa Phạm Hồ Đình đã có trận thắng ở vòng đấu thứ 4. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng đấu thứ 5 vào thứ 7 tuần tới đây. Còn đến đây thì buổi bình luận và thủ thuật trực tiếp của chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn những sự theo dõi của quý vị khán giả.